Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vựa ô ly bài tập toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 19, số 9. Rồi chúng ta viết số 9 này, từ đây chúng ta dòng lên, dòng xuống, dòng lại. Chúng ta qua bài số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1. Đây gom lại là đây 8 đúng không? Qua đây là 1 là 9. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. Gom lại là đây 7 8 9. Một hai ba bốn năm sáu. Một hai ba, đây là sáu bảy tám chín. Một hai ba bốn năm. Một hai ba bốn, đây năm đúng không? Sáu bảy tám chín. Như vậy trong này chúng ta sẽ có là con số 9 này là bằng 8 cộng 1, hoặc 1 ta cộng 8 nó bằng 9. Con số 9 này nó có bằng 7 ta cộng 2, hoặc là 2 ta cộng 7. Rồi tiếp tục số 9 này chúng ta có là 6 ta cộng 3, hoặc là 3 ta cộng 6. Con số 9 này bằng cách là bằng là 5 ta cộng 4, hoặc là 4 ta cộng 5. Chúng ta qua bài số 3. Viết số tích hợp vào ô trống 1 2 5 7, như vậy nó tăng dần lên. 1 2 tới 3 4 5 6 7 8 là tới 9 9 7 2, như vậy chúng ta thấy nó giảm dần. 9 là tới 8 nè, 7 6 5 4 3 2 là tới 1. 8 là 9, 8 bé hơn 9, 9 lớn hơn 3, 7 và 7 bằng nhau. 9 lớn hơn 5, 4 bé hơn 6, 8, 8 bằng nhau. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.